À, ai ăn chay á ngày à, rằm hoặc là mùng 1 đó thì ăn chay xin mời đến với nhà hàng Nhân Đức Hạnh. À, Nhân Đức Hạnh thì thú vị họ có cơm phần đặc biệt 17.99 cho hai người à, bao gồm đó là ba món xào canh mặn à, được chọn bất cứ món à, nào trong menu. Cứ là xào canh mặn có nhiều món trong cái cái món xào chỉ có nhiều món canh cũng có nhiều và mặn món mặn cũng vậy chúng ta chỉ chọn bất cứ món nào trong menu chỉ có 17.99 cho hai người mà thôi rồi hoặc là lẩu all you can eat 10 đồng 99 uh, cho một người uh, lẩu all you can eat lẩu chay thưa vị uh, 10 đồng 99 cho một người ăn thả vàng uh, nước nước á, thì mua một tặng một những cái loại như là chanh dây uh, trà thái chanh muối còn riêng nước mía đó thì bị mua ba tặng một uh, số điện thoại của nhà hàng nhân đức Hành là 714 225 5384 714 225 5384 rồi bây giờ kế bên nhà hàng nhà nhân đức hạnh thì có một cái nhà hàng nữa thưa vị đó là nhà hàng 98 sabu Grill seafood all you can eat à, tức lẽ là mình nói tóm tắt đó là có hai cái thực đơn ở đây lẩu hoặc là đồ nướng nếu mà quý vị ăn mà thả vàng nha cái này gọi là vì phải quan đọc thả vàng thôi à, ăn mà sai mà gọi là đồ nướng không đó à, ăn đồ nướng không á thì thưa vị là 15 đồng À, còn nếu mà ăn mà vừa lẩu vừa nướng luôn à, thì là 17 đồng một người ăn thả vàng à, mì rồi bún à, đem ra thoải mái thưa quý vị quý à, vị nói Ồ tại sao mà à, hơn có hai đồng ba đồng là tại vì thật sự ra mà nói đó thì sức mình ăn cũng có bao nhiêu đó thì dù lẩu vừa nướng thì mình cũng ăn bao nhiêu chừng đó thôi nhưng mà được mình nếm được hai cái hương vị khác nhau nướng thì họ ướp hải sản thịt theo cái kiểu khác mà còn lẩu thì lại theo kiểu khác à, thành thử ra là nếu mà chúng ta nói à bây giờ tôi muốn vừa order nướng là lẩu luôn thì uh, 17 uh, đồng uh, thưa quý vị còn nếu mà mình nói ô tôi chỉ chọn lẩu hoặc là tôi chỉ chọn món nướng không thôi thì người ta đem thịt nướng hoặc là đem thịt lẩu ra một cái duy nhất thôi thì là 15 đồng quá rẻ phải không quý vị ăn thả vàng luôn à, đó là cái thực đơn mà phải nói hấp dẫn nhất á. gia đình đi chung với nhau có thể ngồi phía trước thưa quý vị à, cái khu như phía trước cũng có những cái liều mà chúng ta có thể ngồi ở phía ngoài rồi bây giờ muốn tu go thì họ cũng có những tu go thí dụ như cái combo một là một cái lẩu lớn và một con cá nướng xay nhỏ và gỏi thái cơm thịt 50 đồng à, combo hai bảy bảy đồng thì gồm có một cái lẩu lớn hộp đầu xiên nướng là 10 xiên đặc biệt có một con cá nướng da giòn và hai pound crawfish Uh, combo 3 là 90 đồng thì cũng có một cái lẩu lớn một con cá nướng một phần gỏi thái tâm mực 20 cây xiên nướng uh, với soi hai power fish và một hộp, hộp thạch trắng miệng cá nướng da dọn đây ngon lắm thưa vị còn phải ăn rồi chúng tôi order về nhà ăn rồi ba bốn người ăn á cá nướng cũng to lắm á ăn khá lắm uh, rau sống mắm nem này kia đầy đủ hết uh, Thì xin mời vị đến uh, để mà order cá nướng thì phải chờ đợi 10 15 phút thưa vị nên uh, gọi order trước nhà hàng uh, Uh, Sabu 98 Sabu Crew Seafood Buffet kế bên nhà hàng Nhân Đức Hạnh luôn uh, điện thoại là 714 929 9662 714 929 9662